Thưa quý vị và các bạn, bão số 7 với tên gọi quốc tế là Yinsing là một cơn bão rất mạnh. Cường độ của bão đã từng ở cấp 15 và giật tới cấp 17 khi ở gần Biển Đông, chỉ cách siêu bão một cấp. Cơn bão này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thời tiết trên biển và đất liền của nước ta? Và mùa bão lũ năm nay có thể kéo dài cho đến bao giờ? Ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Hưởng là trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và chắc chắn là một chút nữa thì chúng ta cùng với ông Nguyễn Văn Hưởng cũng sẽ có những phân tích chuyên sâu về cơn bão số 7 cũng như là mùa mưa bão năm nay. Còn bây giờ thì trước tiên chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những diễn biến mới nhất của cơn bão số 7 này. Trước hết phải khẳng định đây là một cơn bão vẫn còn đang hoạt động rất mạnh ở trên vùng biển Bắc Biển Đông. Và biểu hiện đó là hoàn lưu mây bão của nó, thưa quý vị nhìn thấy ở đây ạ, có dạng xoắn vào tâm. Và mắt bão thì cũng xuất hiện rất là rõ nét. Sức gió vùng gần tâm bão cập nhật đến chiều ngày hôm nay thì vẫn ở cấp 14-15 và giật cấp 17, tức là giật trên 220 km một giờ. Như vậy là sau gần 2 ngày đi vào Biển Đông thì bão gần như là chưa giảm cường độ và chỉ giảm gần một cấp so với thời điểm bão mạnh nhất là khi mà nó quét qua đảo Luzon, Philippines. Nguyên nhân bão số 7 vẫn đang có cường độ mạnh như vậy đó là do gió đông bắc của rìa không khí lạnh lại cộng hưởng với gió đông bắc ở phần phía bắc của cơn bão này. Quan sát ở trên bản đồ trường gió này, quý vị cũng có thể thấy là cái vùng gió mạnh ở phía bắc của tâm bão chính là vùng màu cam đỏ như thế này ạ. Thì rõ ràng là nó vừa rộng và mạnh hơn so với cái phần ở phía nam. Vì vậy dự báo là từ giờ cho đến chiều mai thì bão số 7 vẫn có cường độ mạnh, sức gió vùng gần tâm bão khoảng là cấp 13, giật cấp 16, tức là giật tới 201 km một giờ. Có thể nói là giai đoạn cao điểm của mưa bão như thế này thì sẽ có rất là nhiều các hình thế có thể tác động đến cường độ cũng như là đường đi của cơn bão và sẽ gây ra những cái sự thay đổi khó lường. Chúng tôi rất là muốn được hỏi ông Nguyễn Văn Hưởng là với cơn bão này tính từ cái thời điểm mà nó hình thành cho tới thời điểm mà nó tiến gần tới đất liền của miền Trung nước ta thì cơn bão số 7 này có những cái điểm gì đáng lưu ý ạ? Vâng, cơn bão Yinsing, cơn bão số 7 là nó đi vào chỗ cục Biển Đông và trong sáng của ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tức là khi vào Biển Đông là cường độ của bão là mạnh cấp 13 và sau khoảng 4 tiếng thì cơn bão này mạnh lên cấp 14 và đến chiều nay thì bão duy trì tăng lên cấp 14 và cấp 15, tức là từ khi vào Biển Đông bây giờ cường độ bão liên tục tăng cấp và đến hiện tại thì đã ở cấp 14, cấp 15 và chỉ kém cấp siêu bão một cấp. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã phải phát cái cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4, tức là chỉ kém cấp IAG một cấp thôi. Và đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cái cường độ mạnh. Và như vậy thì ở cái khu vực Bắc Biển Đông ấy, quanh cái vùng tâm bão khoảng 200 km thì sóng biển có thể cao đến 8 đến 10 mét. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn với cái cường độ bão mạnh như vậy và cái sóng cao như vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã phải phát cái ở mức độ cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Và cũng rất may là trong cái thời gian sắp tới khi mà cơn bão này di chuyển qua khu vực chỗ phía bắc của quần đảo Hoàng Sa, gặp cái khối không khí lạnh ở trên xuống và thì cái cơn bão này nó sẽ có cường độ suy yếu dần và nhiều khả năng thì khi mà di chuyển vào khu biển của các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì cường độ bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dạ vâng, như vậy thì theo những cái thông tin dự báo mới nhất ấy, thì khả năng là bão số 7 này sẽ di chuyển về phía đất liền Nam Trung Bộ của nước ta. Vậy thì thưa ông, mặc dù là cường độ của nó được dự báo là sẽ suy giảm rồi, thế nhưng mà nó có thể gây ra một cái đợt mưa lớn giống như là cơn bão số 6 vừa qua không ạ? Vâng, về cái đầu tiên thì cơn bão này sẽ gây ra một cái đợt mưa ở khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên theo những cái tính toán của chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại thì cái khả năng gây ra những cái mưa gọi là mưa cực đoan ở miền Trung trong thời gian sắp tới giống như cơn bão số 4 vừa qua số là ít khả năng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nhưng như chúng tôi vẫn nhấn mạnh đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm ở trên biển với cường độ bão mạnh đến cấp 14, cấp 15 và cái sóng biển ở cái khu vực quanh tâm bão là cao đến 8 đến 10 mét thì nó sẽ đánh chìm tất cả những cái tàu thuyền ở khu vực mà nó ảnh hưởng. Vì vậy nên là tàu thuyền ở cái khu vực chỗ Bắc Biển Đông cần hết sức lưu ý. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày mai, cái lúc mà bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 10, cấp 12 ở cái khu vực gần tâm bão và có thể lên cấp 14, cấp 15 ấy, thì tất cả những cái hoạt động ở trên biển ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông đều bị chịu ảnh hưởng của cái hoàn lưu cơn bão số 7 này. Dạ vâng, như vậy là cơn bão số 7 này sẽ gây ra thời tiết rất là xấu ở trên biển và các cái tàu thuyền hoạt động ở trên các cái khu vực biển thì cần phải lưu ý, đặc biệt là gần những cái vùng biển mà được cảnh báo nguy hiểm. Và thưa quý vị, cụ thể là trong ngày hôm nay và ngày mai thì khu vực Bắc Biển Đông cảnh báo gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 12 đến cấp 14 và tính đến sáng ngày hôm nay thì trên Biển Đông không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Các phương tiện nằm trong vùng cảnh báo ảnh hưởng
đang di chuyển tránh trú bão bao gồm 64 tàu với 429 người đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Hơn 8.600 tàu thuyền hoạt động ở các khu vực khác. Bà con cần thực hiện một số các biện pháp để đảm bảo an toàn như sau. Theo dõi cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết biển. Khi thấy mây dông kéo đến thì toàn bộ thuyền viên trên tàu phải mặc áo phao. Thường xuyên liên lạc với đất liền như là gia đình, lực lượng biên phòng và đài thông tin duyên hải. Nên đánh bắt theo tổ đội để hỗ trợ nhau khi cần. Dạ vâng thưa ông, thời điểm này thì cũng là cuối năm rồi, có thể nói là mùa mưa bão rất là cao điểm. Vậy thì không biết là bà con ở khu vực miền Trung sẽ phải đối mặt với khoảng bao nhiêu cơn bão hay là những cái đợt mưa lũ tiếp theo ạ? Vâng, hiện tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương các hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới thì đang hoạt động rất mạnh. Thì ngoài cơn bão số 7 đang có khả năng ảnh hưởng đến miền Trung thì trong chiều nay thì cũng mới hình thành thêm hai cơn bão nữa, tức là cơn bão Turaji và cơn bão Manji ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Và chúng tôi nhận định là khả năng cơn bão Turaji có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 vào ngày 12 tháng 11 sắp tới. Và nó ngoài ra thì trong cái thời gian tới thì ngoài những cơn bão Turaji và cơn bão Manji cũng có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Và tiếp theo đấy thì cũng có khả năng rất nhiều những cơn bão và áp thấp nhiệt đới khác sẽ di chuyển vào và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Nên như vậy thì trong cái thời gian tới ở khu vực Trung Bộ sẽ có khả năng xuất hiện những cái đợt lũ. Còn về cái thời gian và cái diễn biến của những cái đợt lũ đấy thì chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi thêm. Dạ vâng. Như vậy là từ giờ cho đến cuối tháng 11 thì người dân ở Trung Bộ vẫn cần phải hết sức là cảnh giác, bởi vì có thể là chúng ta sẽ đối mặt với hai cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông và cũng có thể là sẽ gây ra một cái đợt mưa lũ mới. Và thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, nơi mà hay phải hứng chịu bão lũ thì vừa đầu tư một hệ thống tháp cảnh báo lũ thông minh. Đây là một trong những quan trắc tự động để cảnh báo lũ lụt, qua đó giúp người dân phòng tránh rủi ro khi có thiên tai xảy ra. Vốn là vùng thấp trũng, thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn. Năm ngoái, Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai đã tài trợ đưa hệ thống tháp cảnh báo lũ thông minh lắp đặt tại khu vực này để cảnh báo cho người dân khi có lũ lụt tràn về. Hệ thống này phát cảnh báo đến người dân khi mực nước thực ngập vượt ngưỡng. Khi đào đạt cái thấp lũ đây, người dân đã thấy cái lũ đã có báo hiệu là đều sai, đều là dân, người dân họ không qua được. Họ biết là cảnh báo nước lớn. Cảnh báo. Hiện nay mực nước sông suối đang lên, nguy cơ sẽ ra lũ lụt. Bà con chú ý theo dõi và sẵn sàng ứng phó. Lũ lụt lớn đang xảy ra, yêu cầu bà con nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Thứ nhất là giám sát được cái độ ngập theo thời gian thực. Khi nó lên tới một cái ngưỡng nào đó thì có thể là triển khai các biện pháp ứng phó. Đối với cộng đồng thì giả sử như vào ban đêm mà nước nó vào tới một cái ngưỡng thì nó kích hoạt, thì chúng tôi kết nối với có cái hệ thống đàn còi để có thể báo động cho dân biết là mực nước đang đã vào tới khu dân cư như vậy. Dự kiến trong những năm đến, Đà Nẵng sẽ lắp đặt trên 50 điểm báo lụt thông minh để hỗ trợ cho các địa phương vùng thấp trũng, nâng cao năng lực trong công tác điều hành ứng phó thiên tai. Đây sẽ là hợp phần nằm trong quản trị xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, một hệ thống rất là thông minh, tháp cảnh báo lũ. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hưởng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và cũng đã có những phân tích chuyên sâu về cơn bão số 7 cũng như là mùa mưa bão năm nay ở nước ta. Cảm ơn ông ạ.